Sáng 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. Bị đưa ra xét xử là 8 bị cáo nguyên lãnh đạo cán bộ Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các bị cáo chủ chốt Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc, Phí Diệu Tiến, Nguyễn Trí Dũng, Võ Thị Trinh Nga cùng cựu phó giám đốc. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đường tiêu năm 2018. Ông Nguyễn Minh Khải lúc đó là giám đốc bệnh viện đã chủ trì họp và quyết định phê duyệt dự toán của gói thầu gồm 32 phần thầu. Tổng vốn đầu tư gói thầu là 184 tỷ đồng, tăng nguồn vốn từ viện phí, quỹ bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân lãnh đạo bệnh viện làm trái quy định về đấu thầu để loại mặt hàng thủy tinh thể nhân tạo tương đương đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất, mua các mặt hàng thủy tinh thể có giá dự thầu cao, gây thiệt hại 14,2 tỷ đồng.